Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một model Digital Piano Casio mới trong năm 2015. Đây là một model hứa hẹn cho những người mới học đàn, yêu thích piano, các lớp nhạc, các trường nhạc tư nhân. Đó là piano điện CDB 120. Digital Piano Casio CDB120 có 88 phím đàn, tương tự như một cây piano gỗ. CDB120 có các âm sắc sau. CDB120 có các cổng kết nối như sau. Cổng kết nối dây USB với máy tính để chúng ta chép nhạc hoặc là soạn nhạc. Cổng kết nối với pedal tạo nên tiếng vang cho piano. Cổng kết nối với nguồn điện. Cổng kết nối headphone hoặc qua một dàn âm thanh khuếch đại. CDB120 dễ dàng tháo rời chân và dễ dàng cầm sách mang theo khi biểu diễn hoặc học tập. CDB120 mô phỏng piano acoustic chuyên nghiệp như vậy, chỉ với mức giá 8-9 triệu, giá chỉ bằng một cây piano điện second hand. Liệu có an toàn không? Casio là thương hiệu điện tử có tiếng về bền bỉ. CDB120 được bảo hành 24 tháng, gấp đôi thời gian so với các thương hiệu nhạc cụ điện tử khác. Chúng ta hoàn toàn có thể an tâm tin tưởng CDB120. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video clip kế tiếp. Xin chào.